Song Long Media xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cũng như là thao tác điều khiển và reset chiếc tai nghe Soundbeat Clearbot này nhé. Thì đầu tiên là về phần kết nối, anh em chỉ cần mở cái hộp sạc của em nó lên, bỏ hai tai nghe ra khỏi đốt sạc. Thì cái kiểu kết nối này cũng tương tự như các con tai nghe phổ biến hiện nay thôi. Và ngay trên điện thoại của mình hiện đã hiện ngay cái tên thiết bị Soundbeat Clearbot, các bạn bấm vào giúp mình này. Ok, vậy là tai nghe của chúng ta đã kết nối thành công nhé. Tiếp theo là về phần điều khiển này. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người điều khiển chiếc tai nghe bên trái trước này. Thì khi các bạn nhấn một lần trên thân tai nghe, các bạn nhấn ở trên có cái logo chữ S như này này. Các bạn nhấn một lần giúp mình thì nó sẽ giảm âm lượng nhé. Đó. Điện thoại của mình này, các bạn có thể thấy cái thanh âm lượng đang giảm dần. Thì mỗi khi các bạn nhấn một lần thì nó sẽ giảm một mức âm lượng. Và khi các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ dừng bài cũng như là chơi bài. Ok, và khi các bạn nhấn ba lần nhá thì nó sẽ vào chế độ game mode. Và khi các bạn muốn chuyển về bài trước đó ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn giữ khoảng 1,5 giây. Ok, tiếp theo thì là bên tai phải nhé. Thì bên tai phải khi các bạn nhấn một lần trên thân tai nghe thì nó sẽ tăng âm lượng. Đó. Và khi các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ dừng nhạc cũng như là phát nhạc tương tự con bên tai trái thôi. Đó, các bạn nhấn hai lần. Và khi các bạn nhấn ba lần thì nó sẽ gọi trợ lý ảo. Thì ở đây mình đang dùng iPhone thì nó sẽ gọi trợ lý ảo Siri. Và khi các bạn muốn chuyển bài thì chỉ cần nhấn giữ khoảng 1,5 giây trên thân tai nghe. Đó. Thì nó sẽ chuyển bài tiếp theo. Còn ngược lại với bên tai trái, khi các bạn muốn lùi bài ấy, thì chỉ cần nhấn giữ 1,5 giây bên thân tai trái thì nó sẽ lùi bài trước đó. Đó, vậy thôi. Còn về phần đàm thoại thì sao? Khi các bạn muốn chấp nhận cuộc gọi cũng như là trả lời cuộc gọi thì các bạn chỉ cần nhấn hai lần trên thân tai nghe bên trái hoặc bên phải để chấp nhận cuộc gọi nhé. Còn khi các bạn muốn từ chối cuộc gọi thì chỉ cần nhấn giữ khoảng 1,5 giây bên trái hoặc bên phải thì nó sẽ từ chối cuộc gọi. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách reset tai nghe nhé. Thì đầu tiên để reset tai nghe, các bạn cần quên cái thiết bị con Soundbeat Clearbot này đi giúp mình. Để mình tìm con này đây. Các bạn quên thiết bị trên điện thoại của mình trước đi nhé. Và các bạn cho hai tai vào đốt sạc. Các bạn đóng nắp lại giúp mình nhé. Và ở dưới đáy đốt sạc sẽ có một cái nút để các bạn reset. Thì các bạn chỉ cần nhấn giữ khoảng 10 giây cho đến khi cái đèn báo của hộp sạc nó nhấp nháy trắng và đỏ hai lần. Đó. Nó hơi mờ. Ok. Vậy là tai nghe của chúng ta đã reset thành công. Và các bạn mở ra và kết nối ghép đồ lại như bình thường thôi. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cách sử dụng cũng như là reset chiếc tai nghe Soundbeat Clearbot này rồi. Và hiện tại em này đang có mức giá cực kỳ là hạt rẻ tại Song Long Media, chỉ chưa tới 600 cành là đã sở hữu được em nó rồi. Và nếu anh em có thắc mắc gì về em tai nghe này thì hãy để lại một bình luận bên dưới. Đồng thời hãy nhấn like và subscribe cho Song Long Media để có nhiều động lực làm thêm video bổ ích nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả anh em.